Thầy và các bạn, em tên là Dương Lê Khoa, học lớp 3B, trường học thị trấn Bằng Lũng. Hôm nay em xin thuyết trình trò chơi bảo vệ đảo. Khi chiến thắng sẽ chuyện win. Khi thua sẽ hiện game over. Em thích nhất nhân vật pháo. Và nhân vật lửa pháo có các cốt như sau: khi bấm vào đi từ điểm X -182 y 1 liên tục hướng về phía đối tượng con trỏ chuột. Con lửa có cốt khí bấm vào liên tục đi tới pháo hướng về phía đối tượng con trỏ chuột, di chuyển 120 bước. Cốt thứ hai khi bấm vào liên tục ẩn, nếu chuột được nhấn thì hiện. Sao phải phải khi đủ 10 điểm sẽ phát tin win. Thế bây giờ
nên có tốt khi bấm vào lá cờ xanh đặt thời gian thành 10, lặp lại 10 lần, đợi 1 giây thay đổi thời gian 1 lượng trừ 1, phát tin win. Em xin nhường lời cho thầy cô và các bạn. À, thầy cảm ơn Vinh Khoa. À, tiếp theo thầy mời các bạn khác góp ý dùm cho sản phẩm của Vinh Khoa nha. Thầy mời bạn Gia Huy. Gia Huy ơi, đâu rồi, góp ý cho dùm Vinh Khoa con. Em thưa thầy là em thấy chữ win của Thanh Khoa hơi Châu ạ. À, rồi chữ win to rồi, còn gì nữa con? đấy. Thanh Khoa có thể phóng to cái đảo hơn một tí đâu không? Dạ con không nhìn rõ cái đảo. Tại bạn thắng rồi, bạn cho ẩn á. Bấm vào lá cờ xanh lại rồi dừng đi con. Bấm vào lá cờ xanh rồi cái dừng. Rồi dừng. Dừng dừng. Đó. Rồi. Con thấy là đảo đảo này là nó hơi sát cái chỗ này nên nếu mà tàu địch nó ở đây thì nó sẽ rất dễ đâm vào đảo này. Rồi. Tuy Chắc là ghìa đó không? nhiên cái đảo này ra sang dịch vào bên trong một xíu. Rồi, hiểu chỗ đó chưa danh khoa? Rồi ạ. Ở đây để coi bạn đó là nó để gần quá cái tàu địch mà nó vừa xuất hiện cái chạm liền cái đảo, cái người chơi đã bị thua liền ngay lập tức, ông chưa có kịp mà nhìn thấy Và nữa chữ là đã thua rồi. Impossible thì cũng hơi hơi to một xíu ạ. Ừ. Rồi còn gì nữa không Minh Châu? Dạ không ạ. Rồi thầy cảm ơn cái phần góp ý của Minh Châu. Thôi cũng hết giờ, thầy chốt lại cái rồi mình nghỉ nha. Rồi về sản phẩm thuyết trình của bạn Khoa, của Vinh Khoa. À, thứ nhất là về phần thuyết trình, Vinh Khoa nói rõ to, thì có lúc thì còn ngập ngừng hay không, mình phải luyện đọc thuyết trình thêm để mình nói được lót hơn. Còn về sản phẩm thì thẩm mỹ nè, sợ con thấy phù hợp tốt. À, bố trí thì còn, nhưng bạn góp ý thì cũng còn hơi lệch ra ngoài ghiền chút xíu thôi. Còn về kỹ thuật lập trình thì tính năng thắng thua, rồi âm thanh, rồi tâm ngắm đều tất cả đều hoạt động tốt. À, về phần sáng tạo thì thấy con cũng có sáng tạo cái phần là đảo nè, con có thêm những cái đá tím đúng không? Đá tím đúng không? Đây là kim cương. Thì đó là cũng một cái phần sáng tạo tốt. Rồi tính năng thắng thì cũng là phần sáng tạo luôn, cái phần thầy không dạy. Ừ. À, thì đánh giá chung lại thì thầy đánh giá sản phẩm con tốt nha, nhưng mà còn là cái phần thuyết trình thì con mình phải cố gắng luyện tập, con ở lớp 3 cho nên là con thuyết trình chưa có bằng các anh chị, nên mình cố gắng mình luyện tập thêm nha. Nhưng con nói thì rõ, nghe rõ từng chữ từng câu, nhưng mình nói thì còn hơi bị đỉnh ngắt ngập ngừng chút á, nên mình luyện tập. Rồi thầy cảm ơn cái bài thuyết trình của Danh Khoa nha.